bây giờ em muốn đẹp như chị Ngọc Trinh không? Muốn. Khóa cái mồm lại đừng có mà ăn nữa. Ăn như này sao mà giảm cân được? Thế mọi người, hôm nay mình sẽ mất bằng món chân gà sốt thang nha. Em làm gì bị điên? Em mất bằng quay clip mà người coi nè. Ủa là sao anh nhớ là em đang giảm cân mà. Em tập thể dục tập gym để giảm cân mà sau này ăn vặt linh tinh này nó tăng cân thì sao? Thì phải ăn mới có sức giảm cân chứ. Ủa là sao sao lại ăn mới có sức giảm cân? Em không ăn thì phải giảm cân được chứ, em ăn sao mà giảm cân được? Nhưng mà em đi tập về mệt thì em phải ăn em mới có sức em tập tiếp chứ. Bây giờ em muốn đẹp như chị Ngọc Trinh không? Muốn. Khóa cái mồm lại đừng có mà ăn nữa. Ăn như này sao mà giảm cân được? Giảm cân được. Em ham ăn nó một vừa hai phải thôi, ăn gì mà ăn nguyên một đĩa lại còn ăn núp bang lại thua em luôn đấy. Ôi bây giờ người ta mệt cho ta ăn mà có sức tập tiếp chứ. Tụi anh mệt mỏi quá, anh chán lắm rồi, em ngưng ăn đi, anh xin em ấy thôi được rồi đừng ăn nữa. Đến. Mày im lặng đứng đó coi tao ăn. Không có quyền lên tiếng nha, mày lên tiếng cái mày tới một chuyện mày liền đó. Đứng nói giờ miệng tao. Mọi người mình tiếp tục nghe. Nói giòn nghe không? Ăn phải kèm miếng ớt vô, cay cay đó, thêm miếng rau răm thơm thơm nữa. Đó. Rồi thêm miếng xoài. Cầm những chén chấm thôi. Cảm ơn. Chấm cái nước sốt này, nước sốt bên tiệm cho mọi người. Này là béo béo ngon. Anh thấy em ăn ngon quá. Anh nghĩ em không nên giảm cân đâu. Cho anh một miếng với. Cho anh một miếng với. Mấy quyền ơi mà. Đừng giảm cân, em truyền năng lượng tích cực cho mọi người là được rồi. Đừng giảm cân. Ăn cho miếng thôi nha. Đúng rồi, con gái như em là ok. Cần ok. Ngon. Ngon. Ngon không? À. Một miếng thôi. Một miếng nữa. Miếng nữa hả? Ngon tức tỏ. Lần này không bắt con giảm cân nữa nha. Giảm cân chị em. Ok. Em như thế này đẹp nhất rồi. Ok. Hả biết không? Đẹp nhất cho đời luôn. Tình yêu vị xả tóc. Đúng. Tình yêu vị xuất thải. Nó không mua thôi, tao mua là ngon, dễ sợ. Nhìn cái mình nhìn ta là biết cái menu của tao ngon cỡ nào. Hợp lý không? Ngon lắm. Trời ơi, quá tuyệt vời. Món quà. Miếng xoài hả? Xoài này nó cũng không có chua lắm. Ăn rất là hợp lý, thấm sốt rồi, ăn rất là ngon đúng không? Trời ơi. Nói gì nữa giờ? Tuyệt vời. Tuyệt vời đúng không? Đừng bao giờ giảm cân. Ừ. Như vậy vẫn yêu đúng không? Yêu nhất trên đời luôn, yêu nhất quả đất này luôn. Mày dám nói không yêu. Ngon không? Ngon. Ngon. Miếng xoài. Ngon không kịp. Ngon nhất trái đất, ngon nhất thế giới. Ngày chiều anh nghỉ tập nha. Ừ, không tập gym nữa, gym mệt lắm em. Đừng tập thể dục. Ngủ 11, 12 giờ đêm không dậy. Ngon. Ngủ 11, 12 giờ trưa không dậy. Ừ, 11, 12 giờ đêm dậy nó quỷ chứ người nào. Không ăn nữa hả? Gọi điện thủy á. Người bên kia phải tới nữa. Ừ, ok. Bắt đi ăn đi. Bắt. Thôi này hay nha. Ba mọi người nha. Ăn trời.